Mến chào quý độc giả của báo Đồng Nai, mời quý vị cập nhật tin tức cùng tin nhanh audio. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Net Zero cần vừa làm vừa học. Tin của Hoàng Lộc. Thưa quý vị, tại buổi làm việc về tình hình thực hiện đề án giảm thiểu khí carbon 6 tháng đầu năm 2024 của Đồng Nai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận nỗ lực và những kết quả bước đầu trong triển khai đề án. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là vấn đề mới phải vừa làm vừa học dựa vào các tiêu chí quy chuẩn về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 6 nội dung, trong đó có tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân về tính cấp thiết của đề án Net Zero, hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai các nhiệm vụ hợp phần. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tìm kiếm nguồn tín dụng xanh để hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan địa phương khử carbon. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 hoàn thiện nhân sự và quy chế hoạt động ban chỉ đạo về tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị nghiên cứu làm việc cụ thể với các doanh nghiệp hỗ trợ chương trình kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi xanh. Đồng Nai bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Tin của Phạm Tùng. Hôm qua 25 tháng 6, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết, địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 100% diện tích mặt bằng phục vụ dự án xây dựng hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, trong đó tuyến T1 dài gần 4 km và tuyến T2 dài khoảng 3,5 km. Để thực hiện dự án, huyện Long Thành phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 125 ha, trong đó có khoảng 110 ha đất của 770 hộ dân. Việc thu hồi đất phục vụ dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại tuyến T2. Về công tác tái định cư, đến nay huyện Long Thành đã xét duyệt hồ sơ tái định cư của tất cả các trường hợp thuộc dự án, đã cấp đất tái định cư cho gần 300 trường hợp, số còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Kết luận thanh tra dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Tin của Trần Danh. Thưa quý vị, sáng 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư. Kết luận của thanh tra tỉnh xác định, dự án khu du lịch sinh thái Giang Điền được chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm 67,5 ha theo quyết định số 3098 ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là phù hợp yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp các quy hoạch và pháp lý dự án cơ bản đảm bảo. Dự án đã được đi vào hoạt động khai thác du lịch một phần từ năm 2006, phù hợp với mục tiêu chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, các sai phạm chủ yếu phát sinh tại dự án này xuất phát từ khi công ty Giang Điền đề nghị mở rộng dự án thêm 50 ha và điều chỉnh bổ sung mục đích khu dân cư là khu B, khu C. Nhưng công ty Giang Điền chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án. Ngoài ra, những sai phạm có một phần ảnh hưởng từ thay đổi các quy định của pháp luật và việc thực hiện chưa hết trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, công ty Giang Điền đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng nguyên tắc góp vốn ủy quyền cho các khách hàng khi dự án chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư, chưa được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép phân lô bán nền là chưa đúng quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc này, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động 175 cán bộ thanh tra thi tốt nghiệp tại Đồng Nai. Tin của Công Nghĩa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều động 175 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra tại Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai, mã số 48. Các cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra sẽ theo kế hoạch phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến làm nhiệm vụ tại 62 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Số lượng cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra tại mỗi điểm thi sẽ tùy thuộc vào số lượng thí sinh tại điểm thi. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tiến hành thanh tra đột xuất tại các điểm thi nhằm hỗ trợ tỉnh triển khai kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Để đảm bảo phối hợp chặt chẽ với đoàn cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các điểm thi đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Đối với các đoàn thanh tra thi lưu động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền, Sở đã yêu cầu lãnh đạo các điểm thi phải tạo điều kiện làm việc tốt nhất khi đoàn thanh tra đến và yêu cầu làm việc theo đúng quy định. Thời tiết 4 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày nắng, chiều tối, đêm có mưa rào và dông. Tin của Kim Liễu.
Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, từ hôm nay 26 tháng 6 đến 29 tháng 6, thời tiết phổ biến tại Đồng Nai mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ C, thấp nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ C, gió tây nam đến nam tây nam cấp 2-3. Cần lưu ý từ buổi chiều đến tối thường xuất hiện mưa rông, nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động ngoài trời và giao thông. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng, tin của Hạnh Dung. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết số ca mắc sốt xuất huyết trong tỉnh đang tiếp tục gia tăng. Trong tuần vừa qua, số ca mắc tăng nhiều ở huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1,2 ngàn ca sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, trong đó số ca bệnh là trẻ em dưới 15 tuổi chiếm gần 60%. Thành phố Biên Hòa là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 219 ca. Tổng số ổ dịch được phát hiện và xử lý là 325 ổ. Dự kiến trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng do đang là mùa mưa. Ngoài ra, Đồng Nai tiếp tục ghi nhận thêm một ca bệnh ho gà tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Cộng dồn từ đầu năm, toàn tỉnh có 5 ca ho gà tại Biên Hòa, Định Quán và Trảng Bom. Điều này rất đáng lo ngại vì khoảng 4 năm trở lại đây, Đồng Nai không có ca bệnh ho gà nào. Quý vị vừa cập nhật tin tức cùng tin nhanh audio của báo Đồng Nai.